Chào các bạn nha. Mình đang ngồi làm việc. Tiếp mình quay video tâm sự tiếp. Hôm rồi thì mình nhận được những cái phản hồi khá là tích cực đối với cái video tâm sự số 1. Thì hôm nay mình họp mấy anh em trong team thôi, bàn về cái vấn đề chắc muôn thuở luôn. Về vấn đề là sản phẩm của em tốt, anh marketing tốt, sản phẩm của em chưa tốt. Kiểu như là bên mình chia thành hai phe. Một phe là sản phẩm đỉnh, một phe thì là marketing đỉnh, thế là tranh luận với nhau. Chắc các bạn cũng trải qua những cái trường hợp kiểu như vậy chứ, nhiều luôn, mình nghĩ là nhiều á. Thế tranh luận một hồi thì cuối cùng ngồi ngẫm lại ấy, không có sản phẩm ấy thì marketing cũng gãy, mà không có marketing ấy thì sản phẩm cũng gãy. Sản phẩm dở quá marketing tốn kém, mà sản phẩm tốt quá mà marketing không nổi ấy, cũng gãy. Thế mà anh em cứ ngồi chia sẻ quan điểm với nhau, nhưng mà chỉ có một cái cụm từ mà rất dễ gây hiểu lầm ở trong cái vấn đề hợp tác với nhau á, đó là nghĩa bóng và nghĩa đen. Từ khi là mình lấy cái ví dụ cái sản phẩm khác ra đi, thì vô tình người ta lại hiểu theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa theo nghĩa đen. Và ngược lại, ngôn từ của mình nó phức tạp lắm. Xong buồn cười cái nha, khi mà kiểu bán hàng không được hay là mấy em mất tin tưởng với nhau ấy, người ấy thì người làm sản phẩm sẽ cố chứng minh đi tìm quảng cáo hoặc là đi tìm cách marketing để mà chứng minh điều đấy, điều mình nói là đúng. Còn cái người mà marketing ấy thì đi tìm lý do để chứng minh rằng sản phẩm không thực sự tốt để chứng minh là cái lời của mình đúng. Thế là mấy anh em lại tranh luận. Do cái ngôn từ, do cái từ ngữ của mình ấy, hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng ấy. Mình đang ngồi kiểm tra cái sản phẩm của mình ở trên website, với đang ngồi chờ tải cái video mới đây lên để sửa, đang chờ trên CapCut để sửa. Dạ, cũng vui, mấy em ngồi làm việc với nhau cũng vui. Tốc độ thì cũng như nhau thôi à. Kiếm tiền thì có người hơn, có người thua, nhưng mà nói về tốc độ, nhu cầu bứt phá thì gần gần giống nhau, không có quá nhanh và cũng không có quá chậm, cũng bình thường. Nói về câu chuyện về hy vọng ấy. Ngày xưa mình gãy team, nhiều team á, mình lập team xong mình gãy là do có người ấy thì muốn bứt phá rất là nhanh, chạy doanh số mấy tỷ mỗi tháng thì mới được. Còn như mình ấy, thì mình chạy tèn 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 vài trăm mỗi tháng thì đương nhiên cái lợi nhuận nó không cao bằng những người doanh số mấy tỷ rồi, nó chạy vậy kiểu áp lực ấy.
áp lực á, thế là gãy. Ngược lại ngày xưa mình cũng kiếm người khác team, mình cũng muốn doanh số mấy trăm mỗi tháng, nhưng mà người làm chung team ấy thì người ta chỉ muốn doanh số vài chục mỗi tháng thôi. Trong nghề của mình thì doanh số nếu mà trừ hết chi phí đi thì chỉ có khoảng tầm 10 cho tới 15% là lợi nhuận đấy, sau khi mà trừ hết chi phí ấy. Bây giờ chỉ có tăng doanh thu lên thôi, chứ tăng doanh thu lên thì mới ra được cái lợi nhuận, chứ chạy thấp quá thì đâu đủ lợi nhuận đâu. Thế làm đủ trò ấy, thế làm gãy. À, giờ cái team hiện tại của mình ấy thì cũng ổn, không có quá tham lam về thời gian hoặc là không quá tham lam về lợi nhuận ấy, không đặt nặng. Giờ mình cứ làm, mình cứ nghĩ theo cái hướng là coi như là một đứa con của mình nuôi mấy năm ấy, cả mấy năm trời ấy, thì nó ổn. Mấy năm đầu ấy, sẽ nuôi hơi vất vả kiểu vậy, nó thoải mái đầu óc hơn. Còn chạy doanh số tăng nhanh quá, xong rồi giống như kiểu chạy trên đường mà chạy tốc độ nhanh ấy, dễ bị tông xe. Tải cái video bị lỗi rồi. Mấy cái video mà ngồi sửa sửa tới sửa lui tốn thời gian phết đấy, mình sửa cả 2 tiếng đồng hồ, quay không một sửa không 2 tiếng đồng hồ, 2 cho tới 3 tiếng đồng hồ. Giờ thì chưa có cái lợi nhuận gì, nhưng mà cứ làm thôi, như nuôi đứa con kiểu vậy. Mấy anh em cứ động viên nhau kiểu vậy, không có lợi nhuận thì giống như nuôi con, nuôi con thì tốn cũng nhiều tiền mà đâu có lợi nhuận gì đâu. Mãi sau này phải hai mấy tuổi mới kiếm được tiền. Đây một cái dự án mới chỉ có vài tháng hay là năm mấy 2 năm mà nó kiếm tiền thì cũng nhanh đổ kiểu vậy. Bị xây dựng hệ thống, xây dựng sản phẩm của mình theo cái tư duy đấy thì mình từ từ mình làm, mình tìm cách mình nuôi cái sản phẩm đấy, chứ nuôi cái dự án đấy. Hôm nay các bạn có tâm sự gì không? Tải cái video 2GB để mà sửa 2 tiếng mới xong. Hôm nay đang ngồi nghĩ cách mà lên sản phẩm nhiều ở bên Shopify ấy. Không biết bên nào có biết cách lên sản phẩm nhiều ở bên Shopify không? Số lượng hàng loạt đấy. Mới hôm rồi mình lên ở bên MyDesign ấy, thì mình phát hiện là thì mua gói là 30 đô thì lên là đúng rồi, nhưng mà bên bên Shopify thì nó lại giới hạn sản phẩm. Hôm rồi mình phát hiện ra giới hạn sản phẩm 50.000 variation đấy,
kể cả màu sắc, cả kích thước luôn. Thì bây giờ mà đẩy lên đẩy tiếp được ấy, thì cái My Design nó không đẩy lên được nữa. Mà bên Shopify giới hạn lại bây giờ chỉ còn khoảng 1.000 variation cho một ngày thôi. Còn 50.000 là con số là cho gọi cho người mới. Đương nhiên là cái gói bên đấy mình vẫn trả 20 đô một tháng đó, 25 đô, 25 hay là 29 đô ấy, mình không để ý. Nó tự động siêu tiền rồi, cả VAT vô nữa. Đấy, không biết là đẩy cái sản phẩm kiểu gì nên để nó vượt cái giới hạn đấy. Bây giờ mình có liên lạc với bên Shopify rồi ấy, nhưng mà ông thần Shopify ông lại đẩy trách nhiệm lại cho MyData. Xong rồi ông thần MyData ông cũng đẩy ngược lại trách nhiệm cho ông Shopify. Thế là mình ngồi giữa, mình làm ông thần kết nối, rồi hai ông đẩy qua đẩy lại cho nhau, mình không biết làm sao luôn. Giờ bế tắc, giờ ngồi mòn, mình lên hỏi các bạn luôn coi sao biết cách đẩy sản phẩm nhiều nhiều variation đó. Mình đang kẹt cái đấy. Mình test thêm ở bên Shopify, chứ còn Woo thì mình có website rồi, mình có mấy cái website bên Woo cơ. Còn Shopify thì mình mới có cái. Video này lại tải cái video tâm sự này nữa rồi, chứ cái video video mới thì chắc lâu à. Hôm nay tính quay cái video về lấy từ khóa ở bên xem group như thế nào ấy. Mình kiểm tra lại cái đơn mình đang đặt coi mình gửi cho khách hàng đúng chưa ấy. Chờ một xíu nhé. Checking. Hôm nay tính quay video xem rút, xong rồi kiểm tra tài khoản xem rút hết tiền. Thế mai phải mua mua rút bài nữa rồi, mua lại để mà quay lại video cho các bạn. Bữa mua mà mua 14 ngày mà sale quay một hồi xong không để ý, bữa nay hết hẹn mất tiêu. Hết quá 14 ngày rồi, hết hẹn thế hết xài, mai lại phải mua lại. Mua lại để có vừa xài và vừa quay video luôn chứ. Mình mà lên fit dữ liệu xong ở bên GMC, bên Shopify ấy, là mình chạy kẹt ke luôn, kiểu gì cũng có lời. Điều chưa có làm xong dữ liệu á, chưa làm xong sản phẩm á, sản phẩm lên số lượng nhiều thì chưa biết cách
chưa tìm được cái cách lên ở bên Shopify mới quá, mới với mình. Bữa bên nào kêu quay series video Shopify hồi đầu năm ấy, mà ai đến giờ chưa quay được, xong mò đến giờ luôn không tập trung mấy. Xong rồi cũng tìm một số cái kênh về Shopify, cũng thấy một số anh em cũng làm đấy chi tiết luôn rồi cách đây mấy tháng à, nên thôi mình làm video khác, không làm bên video Shopify nữa, mò thôi, bây giờ chỉ có mò mò chưa xong mà. Mai gì sai giờ mình thử đẩy lại cái sản phẩm ở bên Mai Design coi và nó có đẩy được không, nhưng mình đẩy khoảng tầm bữa mình làm demo á, mình đẩy một phép 100 variation, hôm nay đẩy sản phẩm thử coi là khoảng tầm ba mươi mấy variation được không, cả màu cả kích thước luôn này, coi này đẩy không, bốn mươi hai variation đi. Review book lịch hy vọng là được, chưa biết, đang chờ đợi bạn nào mà biết đẩy số lượng cho mình biết đấy nhá. Kiếm tìm một cách đẩy lâu quá, chưa biết dịch vụ nào ok nữa. Đẩy được rồi. Đã sản phẩm mới được rồi. Năm rồi. À.
vậy là bên bên My Design là đẩy một lần á, nó ghi là maximum không được quá 100 variation, nhưng mà đẩy thì để mà không có bị lỗi á, lỗi chẳng biết lỗi của ông My Design hay là của ông Shopify thôi, nhưng mà đẩy bên My Design mình đẩy có 42 variation à, 48 sản phẩm trong một lần đẩy á, thì ok này, hàng không cũng nổi không subset, thành công là 35, fail là 8 rồi, báo cái lỗi là limit limit variation, subset là 35 sản phẩm, lỗi 13 sản phẩm, thì xem thế mình mãi chưa xây dựng được cái dữ liệu cho mình chứ. Chứ mà là xong dữ liệu thì tới công chuyện với mình. Chung là có cái GMC bán cũng sướng lắm. Bạn nào mà chưa có GMC ấy, thì coi cái video checklist GMC mình chia sẻ video mới ấy. Bán sướng lắm. Bán cái phần mà nó hiển thị, nó ưu tiên, nó hiện hiện tại là Google nó vẫn ưu tiên cái đấy, mà nó vẫn ưu tiên cái phần Google Shopping nhiều, chi phí nó cũng rẻ, còn cái Google Search đó chạy đúng là tiền núi luôn. Nên là sản phẩm mình không tốt đấy, chạy đúng là tiền núi. Lại thêm một lô được không? Mình thử đẩy tiếp 48 sản phẩm khác thì còn cái ngách của mình đánh là không không giống ai luôn, cái ngách của mình đánh là chỉ đánh vào mỗi màu sắc à, không giống ai luôn. Hy vọng bán được. Video không sản xuất kịp video hôm nay nữa rồi, thất hẹn nữa rồi, thất hứa rồi, đã chưa xong. Để mình dừng lại rồi mình sửa rồi mình cập nhật tiếp nhé.